Tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý, cần hành động nhanh hơn nữa để dập được các ổ dịch trước Tết Nguyên đán. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành và địa phương tối qua. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Y tế cùng các tỉnh thành đã rất kịp thời và quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch được Thủ tướng chỉ đạo và trong chỉ thị 05 được ban hành vào chiều thứ năm vừa qua. Đồng thời yêu cầu các địa phương không chủ quan lơ là vì biến thể mới của COVID-19 có tốc độ lây lan rất nhanh. Tiếp tục thực hiện phương châm lấy phòng dịch là ưu tiên, khóa chặt nguy cơ từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch từ bên trong và chữa trị kịp thời những người mắc bệnh. Những địa phương ghi nhận người mắc mới cần giãn cách xã hội theo khuyến cáo của ngành y tế, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, còn các đám ma, đám cưới hạn chế số người tham dự để phòng chống dịch bệnh.